Mình sẽ có cái rổ các bạn ơi. Mình sẽ đi nhặt đồ chơi cái rổ màu xanh lá cây các bạn. Quả là xịn luôn. Coi mình có gì nha các bạn ơi. Wow, mới một chút thôi mà mình đã nhặt được gì đây. Một chiếc siêu xe các bạn ơi. Chiếc xe này thêm màu xanh quân đội các bạn ơi, trông rất là ngầu luôn. Ơi, bốn cái bánh nó cực kỳ là to các bạn ơi. Rồi chưa kìa. Đấy. Còn đây là gì đây, một anh chàng Superman nha. Anh chàng này bay rất là dữ luôn á. Ơi, có một cái áo choàng màu đỏ các bạn ơi, quá là xịn rồi. Hey, logo của Superman các bạn ơi. Television Headmaster, một con quái vật đang đội cho đầu đó là một chiếc tivi các bạn ơi. Ấy có hai cọng găng tay nữa nè, hơi khá là dữ luôn á nha. Wow, Rainbow Friend, một anh chàng này, một con quái vật này chứ. Ấy, nó nửa thân thì màu hồng, nửa thân là màu xanh dương các bạn ơi, nó đang chảy nước miếng nữa kìa. Trên đầu có một cái dương miệng màu vàng nha. Đây là một anh chàng quay big các bạn ơi. Anh chàng này đến từ bên trên nha. Anh chàng này màu đỏ có hai cái sừng các bạn ơi. Quá là dữ luôn. Đây là chi đây? Một con Opilapus các bạn ơi. Ấy, một con chim Opila, nó có một con chim này màu hồng, cái hai cái cánh màu tím các bạn ơi. Ấy, cái mỏ nó màu vàng kìa. Wow, con này là một anh chàng The Flash ha. Anh chàng này chạy rất là lẹ luôn, có hình tia chớp nè các bạn ơi. Phiêu 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 phiêu. Wow, anh ta chạy rất là nhanh luôn đúng không nào? Hay cùng theo tiếp thôi, chúng ta có nhặt được thêm gì không? Rồi chắc là hết đồ chơi các bạn ơi. Ấy da. Ấy, chưa đâu nha, chưa đâu nha. Một anh chàng hút nè. Anh chàng người khổng lồ xanh các bạn ơi. Trông rất là ngầu luôn. Ấy, cơ bắp cuồn cuộn các bạn ơi. Ấy, Triceratops các bạn, một con khủng long màu tím kia. Nó có hai cái sừng nè các bạn ơi, hai sừng này khá là dài luôn, với lại một cái sừng nhỏ nhỏ ngay trước mũi các bạn ơi. Wow, con khủng long trông rất là bự nha các bạn. Ấy, Toilet Skidibi.
ơi, một anh chàng đang đút cái đầu từ trong cái bồn cầu màu xanh lá cây lên. Wow, trông cực kỳ là đáng sợ và kinh dị luôn các bạn ơi. Anh chàng này đang rất là nổi tiếng nha các bạn. Còn đây là gì đây? Một chú gấu màu trắng nha các bạn ơi. Chú gấu này có một cái nón màu đen trên đầu kìa. Wow, trông chú gấu khá là ghê luôn nha. Cực kỳ là đáng sợ luôn. Đây là gì đây? Một anh chàng TV man các bạn ơi. Anh chàng này đang đội trên đầu của anh ta là một cái tivi màu vàng nha. Anh ta cũng mặc bộ đồ màu vàng luôn. Quá là xịn luôn. Hi da, hooky wooky. Một con quái vật màu đỏ các bạn ơi. Hai con lỗ tai của nó kìa, hàm răng của nó, hàm răng trên thì màu đen, hàm răng dưới thì màu trắng nha. Con này thiệt là ngộ nghĩnh nè. Đây là Stingerflin, một con sứa màu đỏ bạn, nó có một con mắt thôi nha. Bốn cái chân và hai cái tay của nó kìa. Wow, khá là dữ luôn. Wow, cũng thấy dấu chân của mình thôi, còn gì nữa không các bạn ơi? Nhặt như đây là chưa đủ chơi đâu. Wow, còn đến đây các bạn ơi, bởi xung quanh đây nhiều đồ chơi lắm. Một anh chàng Spider-Man, anh chàng người nhện phiên bản màu đỏ các bạn ơi. Trông cực kỳ là ngầu luôn. Anh ta có thể bắn tờ bài nhảy khắp nơi luôn nha các bạn. Quá là xịn luôn. Còn đây là gì đây? Circus Baby. Một cô nàng em bé nè các bạn ơi, đang có mái tóc màu cam nha, cột tóc hai bên nè các bạn. Cái mặt thì rất là kinh dị và đáng sợ luôn. Mặc bộ đồ màu đỏ nè các bạn ơi. Wow, trông khá là dữ đó nha. Gì đi. Một con Godzilla các bạn ơi. Con này tới tận là hai cái đầu luôn kìa. Wow, hai cái sừng hai bên đầu nè các bạn ơi, quá là ghê luôn rồi. Hàm răng của nó cực kỳ là sắc nhọn và đáng sợ luôn nha. Wow, ha, đây là một anh chàng Superman các bạn ơi. Anh chàng này trông rất là ngầu luôn nè, có thể đứng được nữa các bạn. Wow, ngã rồi. Có một cái quần xịp màu đỏ các bạn ơi. Anh ta đi giải cứu thế giới các bạn ơi. Còn đây là gì đây? Foxy. Một con cáo màu trắng các bạn. Nó có một cái nơ màu đỏ nữa các bạn ơi, trông rất là đẹp luôn. Hai cái lỗ tai của nó kìa. Con này cái tai bên phải của nó thì là một cái rơ móc các bạn ơi, còn tai bên trái thì bình thường nha. Wow, trông cũng khá là hay á. Đây là một anh chàng Siren, anh chàng Siren Man. Anh chàng này người loa các bạn ơi, có một cái loa màu đen trên đầu nha. Wow, mặc bộ đồ thì màu tím các bạn, trông cũng khá là đẹp luôn. Wow, còn đây là gì đây? Kili Willy, một con quái vật màu xanh lá cây kìa. Hàm răng của nó rất là bén các bạn ơi, tới tận là 5 con mắt luôn nha. Nó cào một cái là xong phim luôn các bạn. Cùng theo tiếp ra còn gì không? Thêm một lần nữa rồi chúng ta về ha. Đây có thêm gì đây? Một con khủng long T-Rex bạn ơi, con long bạo chúa màu cam nha.
hàm răng rất là sắc nhọn luôn. Hai cái tay trước khá là nhỏ, hai cái chân sau thì bự lắm các bạn ơi. Còn đây có thêm một baby long leg nè. Ấy một em bé màu vàng nha. Hai con mắt lấp lánh dễ thương chưa kìa. Ấy có một cái tả màu trắng các bạn ơi. Còn đây là một con khủng long Spinosaurus. Ấy con lông màu đỏ, trên lưng của nó rất là nhiều, có một cái vảy này các bạn, rất là to luôn á chứ. Rồi con lông màu đỏ rất là đẹp nha. Đây là một anh chàng thoa các bạn ơi. Anh chàng này giống như thần sấm các bạn ơi, anh ta mặc cái áo màu đen, cái quần màu xanh nha. Wow, sở hữu một cái búa rất là xịn sò luôn. Ây da, còn đây thêm gì đây? Foxy. A performance was demanded of me, and now I have delivered. Encore! Cũng là một con cáo các bạn ơi, nhưng mà cái tay con này thì ok hơn rồi nè. Cái đầu này xoay được luôn nha, quá là dữ luôn. Còn đây là một con khủng long Derizinosaurus. Con khủng long màu nâu các bạn ơi. Hàm răng của nó rất là nhọn luôn, có thể đóng mở được nè các bạn ơi, rất là dữ luôn nha. Em mở xương xương ha. Còn trên lưng có một cái nút nè các bạn ơi, cái nút bấm các bạn ơi, giúp cho cái đầu nó gật gật kìa. Wow, khá là dữ các bạn ơi, đôi khi nó kẹt nha. Ây da, bye bye các bạn nha, rất là nhiều đồ chơi luôn. Bye bye. Face the God of Thunder! Xin chào các bạn nha các bạn ơi. Wow, đây chúng ta đang có gì đây các bạn? Một anh chàng The Flash các bạn ơi. Wow, anh ta chạy rất là nhanh luôn nha các bạn, có thể chạy về quá khứ luôn. Đang mặc bộ đồ màu đỏ, còn cái đôi giày thì màu vàng các bạn. Wow, wow, xịn chưa. Còn đây về đây một con khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Con khủng long này màu hồng nha, trên lưng của nó có một cái vảy cực kỳ là to như cái cánh bợm bạn. Wow, đây là khủng long ăn thịt các bạn ơi, cực kỳ là hung dữ luôn. Freddy một chú gấu mà màu trắng các bạn ơi, đang đội trên đầu là một cái nón màu đen nha. Wow, chú gấu khá là dễ thương các bạn. Cực kỳ là xịn luôn. Thêm bị đây Shit Hamster, một con quái vật đang đội trên đầu của nó là một cục phân các bạn. Hàm răng của nó cực kỳ là sắc nhọn luôn kìa. Nhìn xịn chưa. Khá là dữ các bạn, chân tay nó thì dài thần lòn luôn nha. Còn đây về đây một con khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Thì con khủng long này có cái thân màu vàng nha, trên lưng của nó thì màu xanh lá cây các bạn. Wow, trên đầu nó còn có một cái phần màu nữa các bạn, nhưng mà bị gãy các bạn ơi. Đó, như các bạn thấy những cái đốm đỏ đỏ không, chắc là mới vừa bị tấn công nha. Còn đây về đây một con ngựa vàng các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, con ngựa có màu trắng với là màu đen các bạn ơi, cái màu nó rất là đẹp luôn nha. Ở đây đang có rất là nhiều con ngựa khác luôn nè các bạn. Đây một con ngựa vàng màu trắng các bạn, có những cái đường vàng và màu đen các bạn ơi. Wow, ngựa vàng chạy khá là nhanh luôn. Calop. Đây Styracosaurus. Một con khủng long giống như là con khủng long chi sơ đôi tóc các bạn ơi. Con khủng long này có phần mang khá là bự các bạn. Một con khủng long rất đẹp ha, cái màu giống như màu nho nha, hai cái sừng khá là dài các bạn. Wow, rất là dài luôn các bạn ơi. Đây là khủng long ăn cỏ nha. Còn đây về đây mình chàng Ray Master.
Một anh chàng người ít đến từ bên trên các bạn ơi. Ôi, khá là xịn luôn. Cái đầu thì màu đen các bạn, đang mặc bộ đồ màu đỏ, đang đứng chống nạnh nữa kìa. Oh. À, một chú sư tử. À, sư tử này đang có cái mồm rất là to các bạn ơi. Wow, sư tử là chúa tể sa lâm nha các bạn ơi. Một con động vật ăn thịt các bạn cực kỳ là nguy hiểm luôn. Wow. À, đây mình có thì đây một cái súng các bạn ơi. Wow, wow, khá là xịn các bạn. À, kìa chưa, ưu à. Một cái súng này vừa có màu đỏ nhưng mà xanh dương các bạn ơi. Đung 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 đung. Còn đây gì đây, một con khủng long Derizinosaurus các bạn ơi. Nổi tiếng với lại bộ móng vuốt cực kỳ là sắc nhọn luôn kìa. Wow, như là ba cái con dao găm luôn. Đấy, cào một cái là xong phim luôn nha các bạn ơi. Rất là bén luôn các bạn. Wow. Còn đây là gì đây, một con Losergosaurus các bạn ơi. Một con khủng long màu cam nha, trên lưng của nó rất là nhiều gai các bạn ơi. Phần đuôi của nó còn có 4 cái gai nữa kìa. Đấy, nhìn cực kỳ là xịn luôn. Đây là con khủng long ăn cỏ các bạn ơi. Wow, một chiếc siêu xe các bạn, chiếc xe police màu trắng các bạn ơi. Wow, xe này chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Wow, nhìn xịn chứ coi. Đấy, một chiếc xe này là của xe cảnh sát các bạn ơi, dùng để truy bắt những tội phạm nguy hiểm nha. Còn đây chúng ta có thể gì đây, một anh chàng Diamond Head. I've had a lot of practice with this one. Trên này màu vàng các bạn ơi, trên trước ngực anh ta có một nút bấm vàng, trên đầu anh ta còn có thêm một cái sừng nữa nha. Đấy, cực kỳ là xịn luôn. Đây gì đây, một con khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Con khủng long này khá là giống như con dính luôn nha, trên lưng của nó rất là nhiều gai các bạn ơi. Wow, phần đuôi nó còn giống như cái thanh đại chì nữa kìa. Quật cái đuôi này một cái là xong phim luôn nha các bạn. Wow, đây là con khủng long Brachiosaurus nè, con khủng long màu đỏ các bạn ơi. Ơi, khủng long cổ dài nha, con này có thể nặng tới hàng trăm tấn các bạn ơi. Nó ăn những cái lá cây trên cao các bạn. Wow, đây là gì đây, Husky Wookie, một con quái vật màu hồng các bạn ơi. Một cô nàng nha các bạn ơi, nó có một cái nơ màu xanh dương các bạn, đang giữa hai ta xin chào nó coi, nó đang cười rất là dễ thương luôn nha. Đây đây, một anh chàng Iron Man, anh chàng người sắc phi. Phiên bản màu đỏ bạn ơi, lớp giá sắt này cực kỳ là cứng cáp luôn các bạn, hỗ trợ anh ta rất là nhiều cho việc chiến đấu luôn nha. Wow, sau lớp mặt nạ này anh ta có thể phân tích ra rất là nhiều thứ các bạn ơi, dùng để tăng thêm tỷ lệ chiến thắng nha. Còn đây là một con khủng long Agamasaurus các bạn. Con khủng long này trên lưng của nó rất là nhiều gai kìa. Wow, nhìn xịn chưa. Con khủng long này thuộc họ khủng long cổ dài các bạn ơi. Cái phần thân của nó thì màu xanh dương nha, phần trên lưng nó thì màu vàng các bạn. Wow, rất là xịn luôn. Đây là một con khủng long T-Rex các bạn. Bạn ơi, con có lông bạo chú màu đỏ nha, nó có bay được sọc ngang màu đen các bạn ơi. Wow, hàm răng cực kỳ sắc nhọn luôn, hai cái tay trước khá là nhỏ, hai chân sau rất là to các bạn, nó chạy cực kỳ nhanh nha. Còn đây gì đây, một con quái vật Godzilla. Wow, con Godzilla để tận là hai cái đầu các bạn ơi, trên mỗi đầu nó đều có sừng nữa kìa. Đấy, trên lưng nó rất là nhiều những cái vảy luôn nha, đuôi nó khá là dài các bạn ơi. Wow, khá là xịn các bạn. Gì đây, Rainbow Fenrir, một con quái vật. Con xanh lá cây các bạn ơi, hai con mắt màu đen các bạn, nó đang giờ ta sẽ chạy ra chúng ta coi. Wow, trông nó rất là cute và đáng yêu luôn nha. Còn đây chúng ta có gì đây, một chú hươu có cổ. Okay.
Hugo cổ này cái cổ khá là dài các bạn ơi, bốn cái chân nó cực kỳ là cao luôn nha. Trên mỗi đầu nó còn có hai cái sừng nữa kìa. Ấy, Hugo cổ nó rất là dễ thương các bạn ơi, cực kỳ là hiền luôn. Wow, một chiếc siêu xe các bạn ơi. Xe này vừa có màu xám vừa có màu đen các bạn. Wow, xe này khá là xịn nha, chạy rất là nhanh các bạn ơi. Wow, nhìn ngầu chưa các bạn. Bốn cái bánh nó bằng nằm mạ vàng các bạn ơi, quất là đã luôn. À, ha, ha, còn đây gì đây, so let's get a bee. Một anh chàng nó đút cái đầu ra từ chiếc bồn cầu màu trắng các bạn ơi, đừng có để anh ta đụng vào chúng ta nha, không thôi chúng ta sẽ biến thành cái bồn cầu các bạn. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi luôn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha, bye bye.